Và đây là y sư Thánh Giống tái thế. Và đây là Minh Vương Việt Nam, đây là vua Việt Nam mà đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua. Từ đây trở về sau, đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi chính đây, Minh Vương Việt Nam. Đồng bào không được phép chậm trễ nữa. Mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, đồng hành với tôi làm việc cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Và việc trước tiên bây giờ chúng ta cần phải làm là mau mắn phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để thông báo những tin mừng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Đồng thời, đồng bào có bổn phận đồng hành với tôi để làm việc cứu nguy Việt Nam gấp là chúng ta có bổn phận giải tán thế giới cộng sản bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tất cả nhân loại được biết gấp, thì cộng sản sẽ giải tán nhanh chóng, và đó là cách tốt nhất và là cách sau cùng để chúng ta giải tán thế giới cộng sản. Và đó là cách tốt nhất và cách duy nhất để cứu Việt Nam chúng ta.